Chào cả nhà, đây là mẫu bấm ghim của nhà Daily, của thương hiệu Daily mang mã số là 0358 nha cả nhà. Cầm thì rất là dễ nè. Và ở đây có một cái ưu điểm mà mình rất là thích, đó chính là không cần phải nhấc cái bấm ghim này lên để thay ghim, mà chỉ cần ấn cái nút màu cam này nè. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Ấn cái nút màu cam này nó đã bung ra rồi. Đấy, nó đã bung ra như vậy rồi mình bỏ ghim vào đây. Mình kéo nó lại. Mình không cần phải nhấc nó lên rồi mình vừa giữ vừa bỏ vào nữa. Rất là tiện lợi. Đây, lượng dây có thể lên tới là 30 tờ. Thì ở đây mình là sử dụng mà hai loại ghim, là một loại là 24.6 này, 24.6 này, còn một loại là 26.6 nha cả nhà. Nếu mà mình sử dụng 24.6 á thì mình bấm có thể chỉ từ 20 cho tới 25 tờ thôi cả nhà. Tại vì 24.6 này nó sẽ nhỏ hơn cái này một chút, 26.6 này nó lớn hơn. Đấy, vừa với kích cỡ này hơn nên là nó có thể bấm lên tới 30 tờ này. Đấy. À, bây giờ mình sẽ lắp thử một viên một thỏi của 26.6 mà mình bấm thử cho cả nhà mình xem ha. Đây, và cách lắp cũng rất là dễ dàng, giống như lúc nãy mình nói là mình sẽ bấm cái nút màu cam này. Đấy, sau khi nó bung ra rồi mình sẽ kéo ra và cho nó vào. Ở đây nó có hai cái khe này, Đấy, mình sẽ nhét nó vào như vậy. Đấy, rất là đơn giản không? Rồi bây giờ mình sẽ ấn nó vô nè. Ấn nó vô như vậy. Nó kêu cái cách là được ha. Rồi khi mà mọi người muốn thay ghim á, ở trong đây nó vẫn còn ghim á. Mọi người vừa giữ nè, vừa giữ ở đây nha. Rồi, vừa ấn cái nút màu cam rồi từ từ đẩy nó ra. Đấy, chứ không là nó sẽ bắn ra như súng nè. Đấy, thấy không? Rất là nguy hiểm. Mà mọi người sẽ dùng bằng hai tay để gỡ nó ra nếu muốn thay kích cỡ ghim ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tờ nha cả nhà. Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, mọi người nhìn mặt của nó này, mặt trước này, mặt sau này. Đấy, rất là chắc chắn nha.